Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào nay ngày mùng 2 tháng 1 năm 2020, cơ sở đồ gỗ đồ thời Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn. Bộ mẫu sản phẩm đó là bát biểu và chớp kích. Chớp kích chúng tôi kê ở phía sau, hai giá bát biểu ở phía trước. Thì nhiều người đang thắc mắc không biết là cái nào là bắt biểu và cái nào gọi là chấp kích để hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ chúng tôi sẽ quay video clip cùng một lúc thì để quý vị dễ hình dung hơn thì trên hình các bạn đang xem là chúng tôi để đằng trước đó là gọi là bát biểu bắt biểu hay còn gọi là bát biểu theo tùy từng địa phương có tên gọi khác nhau nhưng ở chỗ chúng tôi gọi là bát biểu bắt biểu thì gồm 8 bát và hai biển thường thì bát biểu này là thờ những vị quan văn theo với phong thái cổ của ngày xưa còn chấp kích là các cái đao binh khí là thờ quan võ và bộ bát biểu này chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình anh Hoàng anh ở Diễn Châu Nghệ An anh đã đặt hàng chúng tôi và anh sẽ lấy mộc nguyên phần cán còn phần giá là anh không lấy toàn bộ phần bát này chúng tôi làm với kích thước đó là 40-30 bên trên có thẻ bài và sau khi xong mộc chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt gửi tới gia đình khách hàng cũng như tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi các video clip của chúng tôi về đồ thờ cúng tâm linh bát biểu tức là các cái hình thù chúng tôi chạm đó là cầm kỳ thi họa hay còn gọi là đàn ca sáu nhị ý nói là các cái các cái đồ vật mà các quan văn hay dùng để ngâm thơ bình phẩm như đàn sáo hay là cầm kỳ thi họa có bút có thư bầu rượu đó là các cái hình tượng nói về các cái bộ quan văn chấp kích là nói về quan võ chấp kích là liên quan đến binh khí và gia đình anh có yêu cầu là thay các cái bộ chữ tĩnh túc hồi tị bằng hai chữ đó là vạn và phúc ý nói là nhiều phúc thì một bên là chúng tôi chạm hai chữ vạn một bên chúng tôi chạm hai chữ phúc mặt đằng trước mặt đằng sau chúng tôi đục như nhau đây còn gọi là bát biểu hay nhiều nơi gọi là bát biểu và chúng tôi khuyên quý khách là nên dùng bằng chất liệu gỗ mita vì chúng tôi đã thử qua mưa nắng và thấy chất liệu của gỗ rất là bền và xưa nay thì đồ thờ cúng tâm linh gắn liền với chất liệu đó là gỗ mít gỗ mít vừa có cái độ thơm và thứ hai đó là trong quá trình sử dụng mưa nắng rất là bền ít khi bị cong vênh nếu như dùng hàng giỏi hàng giỏi nó sẽ co ngoắt rất là mạnh và cong vênh nhiều hơn đa số Chúng tôi làm đồ thờ cho đình chùa như chấp kích, bát biểu hay ngựa thờ. Chúng tôi làm 100% từ chất liệu gỗ mít ta, gỗ mít lõi. Toàn bộ các cái giá đỡ này là chúng tôi làm dày 4 phân. Và các cái giá rồng là chúng tôi làm dày 8 phân. Chân nghề chúng tôi cũng làm 8 phân. Và phía dưới các thanh cột chúng tôi có tiện các cái cổ hành. Trông rất là đẹp và bắt mắt. Toàn bộ thân cột chúng tôi làm dày 5 phân và phần bát chúng tôi cũng làm dày 5 phân để cho nó đảm bảo. Nếu như làm 4 phân thân cột và bát biểu làm 4 phân thì trông rất là mỏng mảnh và yếu ớt. Trên mình các bạn đang xem là hai chiếc biển. Một bên chúng tôi chạm chữ Phúc, một bên chúng tôi chạm chữ Vạn theo yêu cầu của gia đình. Hai mặt chúng tôi làm như nhau. Để quý vị có thể xem Và cái phần tai bên ngoài thì chúng tôi chạm dòng trầu mật nguyệt Toàn bộ là hàng chúng tôi còn để mộc Chúng tôi sẽ giao cho anh hàng mộc Anh đã yêu cầu là không sơn son thiết vàng Và các bạn đang xem đây là đôi ngựa Chúng tôi để không là cao 1m97 Và khi chúng tôi hoàn thiện có thêm phần giá đỡ bánh xe Nó cao lên 2m2 Và ngựa này là ngựa đặc Chúng tôi ghép đặc không ghép rỗng ghép giống thì giá thành nó rẻ hơn quý khách lưu ý và được làm trên chất liệu gỗ Mita chúng tôi đang trong quy trình hoàn thiện nốt để bàn giao tới quý khách hàng đã đặt hàng sau video clip này chúng tôi cũng khuyên quý khách vừa biết về tên gọi và cũng như làm về đồ thờ thì quý khách nên chọn đó là chất liệu gỗ Mita giá thành nó có cao hơn gỗ giỏi một chút nhưng mà nó sẽ bền hơn rất nhiều vì chúng tôi đã thử qua mưa nắng rồi ít cong vinh mối mọt. Và xưa nay đồ thờ cúng gắn liền với gỗ ta rất nhiều, chỉ có giá thành nó cao thôi. Quý khách hãy đăng ký kênh để xem thêm các cái sản phẩm bát biểu chấp kích ngựa thờ. Bộ bát biểu này là chúng tôi làm kích thước đó là cao 2m2, dài 2m. Quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.